nếu mà đuổi á thì phải đuổi em chứ sao lại đuổi bạn. Tại sao chị? Dạ. Biết bây giờ là mấy giờ không? Trễ hơn 5 phút rồi đó. Anh ơi, tại hôm nay lớp em tan hơi muộn cho nên là em qua đây trễ chút. Tan muộn hả? Tan muộn sao em biết sinh giờ sớm? Nếu cảm thấy công việc này không thích hợp á thì đừng đi làm nữa. Đỡ phải nghe tôi gằn nha. Dạ em xin lỗi anh nhiều, em sẽ cố gắng lần sau đi sớm. Đi vô cắt đồ làm việc đi. Bây giờ là đã chuẩn bị về rồi. Dạ chị Dung nói với em là 9 giờ là được tan làm rồi anh. Cái đó là chị Dung nói. Cụ tôi đã cho phép chưa? Chị Dung đã cho tôi toàn quyền quản lý con rồi đó. Dạ em xin lỗi. Tối nay ở lại đây làm hết cái tấm hồ sơ này cho tôi. Ngày mai mà không xong á thì nghỉ việc đi. Nhưng mà ngày mai có bài kiểm tra. Mấy cái đứa sinh năm 992 như con á, lười biếng, ảo tưởng sức mạnh, mà còn hay cãi lại nữa. Nhắm mặt là không được á thì ôm về luôn đi. Dạ. Vậy để em cố gắng làm tối nay ạ. Sao vậy em? Hồi lúc mà em mới vô từ việc á, chị cũng đâu có khó khăn với em như vậy đâu. Sao giờ em khó khăn với bạn quá vậy? Dạ, em xin lỗi chị. Thật ra thì em cũng muốn tốt cho bạn thôi. Tại vì cuộc sống này nó đâu có dễ dàng đâu. Mình phải đối diện với những khó khăn thì mới trưởng thành được, phải không chị? Em có muốn cho nhân viên của em tốt hơn không? Dạ. Em có muốn cho nhân viên của em giỏi hơn không? Dạ có. Em có muốn đỡ cực hơn không? Bây giờ em muốn nhân viên em tốt hơn thì em phải nói thuận theo cái điều em mong muốn chứ. Đâu thể nào mà em muốn một đường rồi em nói một nẻo mà nhân viên em giỏi hơn được. Dạ, em xin lỗi chị, em biết rồi. Có gì đâu em, sửa thôi em. Dạ. Dạ em xin lỗi anh, em mới nhắm mắt có chút xíu mà bây giờ em vô rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi em ra làm tiếp nha. Em vô trong ngủ 30 phút đi, rồi ra làm việc tiếp. À, tối nay á, anh cho em về sớm. Dạ. Còn hỏi gì nữa? Không đi anh đổi đi bây giờ đó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Không khiến nhân viên sợ, khiến người khác tôn trọng mình mới là người sếp giỏi. Nếu mình dùng quyền lực để bắt người khác thay đổi thì chỉ là nhất thời. Nhưng mình dùng tình yêu thương để thay đổi thì có thể thay đổi cả một cuộc đời.